Y chang một luận điệu như thế, em Đúng rồi thổi chị, chính xác. em Chỉ có một luận điệu thôi. Và chị nghe cái luận điệu đó là chị biết ngay đó là luận điệu xuyên tạc, chứ không phải. Bởi bởi chứ tại không sao phải, nó nói là đúng rồi, chứ không phải là nếu như họ là một trong những cái người như anh chị em mình, em nghe nhá, Ngô Long nói khác, chị Nhiên nói khác, Bình Dương nói khác, Ngọc Hiếu nói khác. Ủa? đúng rồi chị. Nên hôm vừa rồi em có chia sẻ rằng em nói là quê em, gốc của em là Bến Tre, hiện tại nhà em là theo đạo Phật, và ông anh em hiện tại ổng là thư ký cho một ngôi chùa, và ngôi chùa đó là cũng là một di tích quốc gia. Tại cái di tích đó là ba của ông Bác Hồ từng ở đó 5 năm để vừa dạy chữ nho và vừa bốc thuốc chữa bệnh đó. Rồi anh em cũng là một thư ký của một cái nhóm từ thiện, mà từ thiện đó chỉ biết những cái cầu ở nông thôn, họ đi đến, họ nhìn thấy, cảm thấy họ đấy thì họ xin, họ đến gặp ủy ban nhân dân xã đó đề nghị họ sẽ tài trợ xây một cái cầu ở cái vị trí đó. Và họ đã, hiện tại bây giờ họ đã làm tới 130 mấy cây cầu rồi, và cất hơn 20 căn nhà tình thương. Chị biết Dương chia sẻ với một cái anh bạn đó, anh bạn nói ủa trách nhiệm đó trách nhiệm của chính phủ chứ làm gì, người dân phải đi làm. Chị thấy chị một cái suy nghĩ của họ, mà họ chỉ thấy là có nghĩa là tất cả những cái gì họ cũng đổ đầu nhà nước thôi. Nhà nước bây giờ người dân của mình chờ tí cảm thấy được Thương Nguyễn cái thoải tí cho thoải mái được Dương rồi, thì mình có thể mình đóng góp được cái gì thì mình san sẻ cho trách nhiệm của quốc gia chứ. Mình đâu cần, mình không làm được cái chuyện lớn, mình có thể không đủ trình độ mình lên làm chính trị, nhưng mình có thể mình làm được cái điều gì trong cái tầm khả năng của mình chia sẻ với những người dân. Ví dụ như chẳng hạn như chị em mình không làm được, không đủ gọi là trình độ làm chính trị, nhưng mình biết khuyên được anh chị em mình hãy nhìn đất nước mình ra sao, và mình nhận xét đất nước mình làm cái điều gì nó đúng, và điều đầu tiên đúng lương tâm của một con người, mình có cái tình với nhau. Ví dụ chị em nói với mình, anh như thế này này, những người đó dạ họ không có lương tâm, chính xác và chị, thậm chí có lúc chị nghĩ họ không phải là con người mà họ chỉ là con thôi. Bởi vì là người nó có hai cái bán cầu não, và hai cái bán cầu não này phải nghe, phải suy nghĩ. Chị nói với em là trong cái tin nhắn của chị, rất nhiều người Việt hải ngoại gửi tin nhắn đến cho chị là em ơi, cho chị gửi em vài triệu đô, gửi cho chị cho em 500 đô để em đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia. Chị nói lúc nào chị gửi cho em những cái tin nhắn đó, chị nói, chị trả lời ngay, chị không có rảnh để làm từ thiện, bạn tìm người khác. Họ chỉ có cái đồng tiền, và khi những cái người đó lên trên livestream của chị, lúc nào cũng là quay cái phòng họ ở, quay cái vườn họ ở. đấy nè bạn Benson, bạn lên trên Google bạn gõ vô phố Bonsa TV ha, bạn xem lại có một cái anh làm phóng viên, ảnh quay trên cái phố Bonsa, một người Việt của mình ngồi bán báo, mà bán hôm nay là từng 5 7 năm gì đó đó, mình nhớ không chính xác. Bạn xem đi, xem rồi nó có khổ hơn ở Việt Nam hay không. Rồi bạn thử nghĩ nếu trường hợp Mỹ, chính phủ Mỹ mà cho phép bán vé số dạo thì những người đó có bán vé số như ở Việt Nam hay không? Thì bạn tự tự bạn suy nghĩ nha. Nên là đừng có comment thêm nữa, mình không trả lời bạn thêm nữa đâu. Đó, nên em mới nói chị là những cái điều đó tại sao họ không nghĩ rằng mình chia sẻ gánh nặng cho nhà nước mình. Đúng không? Mà chị biết là luôn luôn trong cái tài khoản của ông anh em không bao giờ dưới 500 triệu tiền mặt. Đó là những người người ta đóng góp. Còn ở đây lúc nãy, chào anh Chu Phan, lúc nãy chị có nói là với anh Hàng Ngọc Hồi có nói vấn đề về làm từ thiện. Thật sự chị, có rất có nhiều người người ta cũng có cái tâm làm từ thiện chứ không phải là không, nhưng trong số đó có Không những em, người đối với chị như này này, cái người mà người ta có cái tâm làm từ thiện á, thì người ta phải tìm cái người nào là chuyên đi làm từ thiện. Còn những cái không đúng người rồi mà chị gửi tin nhắn á, những cái à, người mà gửi tin nhắn khi chị lên diễn đàn này, mục đích của họ không phải là đi làm từ thiện. đúng 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 Mục đúng đích chị, của họ là họ muốn chị, lôi kéo chị bằng đồng lôi kéo tiền, em hiểu chị không? bằng đồng tiền. Rồi rồi em hiểu, em hiểu. Tại vì em đang nói Thì ở chị đây là em nói nói là là em nói đang ở góc độ mà những người thực sự không muốn làm từ thiện, nhưng con cũng có một số người họ mượn danh từ thiện đó để họ làm một mục đích riêng của họ, chứ không phải là em nói trong cái vấn đề của chị. Còn vấn đề chị thì đương nhiên biết rồi, kiểu gì kiểu chị cũng sẽ bị, và em dần dần em cũng sẽ bị cái tình trạng đó thôi. Nhưng mà họ không hiểu, họ nghĩ mình giống như mình ăn lương của một tổ chức hoặc một cá nhân nào đó, mình mới lên đây mình ngồi mình nói.
chứ đúng rồi họ đó. không nghĩ rằng Thì đó mình nói nên bằng là cái em tấm hiểu lòng ra của cái mình ý của chị rồi, em hiểu ra cái đó. ý rồi. Đó không phải họ họ không nghĩ rằng mình nói bằng cái tấm lòng của mình, nhưng mà thật sự ở đây ví dụ như em với chị khi lên một cái diễn đàn mình nói chuyện chỉ vài câu thôi, chị cảm nhận được là cái đứa em này nó nói chuyện mình cảm nhận được cái lời nói nó mình có đáng tin hay không. Còn chị thấy những anh chị bên kia, những người nào lên nói chị thấy gần như giống một bài hết, thì chị nghĩ chị có được cái lòng tin ở những người đó hay không, Họ diễn, đúng không? họ học mà, họ học cho nên họ diễn. Dân chủ này, nhân quyền này, thực phẩm bẩn này, đúng chưa? Tham nhũng này, có bốn cái luận điệu đó mà chị nói với Dương như này. Cái luận điệu tham nhũng thì chị nói với em Đúng là rồi đó tất anh Quảng ơi. cả những cái vụ án đều do nhà nước Việt Nam và báo đài của Việt Nam đăng tin công khai chính thống. Rồi rồi xong rồi một cái nữa rất ư là nghịch lý nè. Nếu mà không đăng thông tin cho biết thì lại nói là bưng bít thông tin. Còn khi đăng thông tin lên rồi thì nói là thông tin đó là thông tin giả, không có thật. Chị nghĩ xem với những cái lập luận kiểu đó thì như thế nào. Nên ở đây em mới nói chị là cái vấn đề ở đây là cuối cùng chị em mình nhận định, tại sao nhận định đó là những cái bọn xuyên tạc đất nước là nó ở chỗ đó, chứ không phải người dân trong nước mình. Không phải dù em chị tuy rằng dù chị thì em không dám nói, không biết em dám nói đi, bản thân em học không cao, nhưng mà cái trình độ nhận thức mình ít nhiều tối thiểu lắm cũng nhận biết được là người ta như thế nào, chứ không thể nào mà mình dội vàng mình mới một nói một hai câu mình quy chụp người ta. Nhưng mà trong cái câu nói nó thật mình Em thế bây giờ nữa họ còn yêu dân nữa cơ, yêu cá yêu cây yêu nước yêu dân, mà nhất là họ yêu dân là họ chế tạo bom xăng này, rồi rồi. bắt đầu họ cho mấy cái đứa nhóc mấy đồng tiền này mang đến đặt ở ở sân bay Tân Sơn Nhất này, đặt ở cái bãi giữ xe của công an tỉnh Đồng Nai này, đó họ yêu cỡ đó đấy em ạ. À, cho nên hy vọng là ý chị muốn nói là mình phải làm sao mà để cho cái tư tưởng của con em chúng ta nó phải vững vàng, không để Đúng rồi chị, không để nó lôi lôi kéo. Với lại á, em nói chị à, mình nhìn về việc gì mình cũng nhìn theo một cách khách quan, chứ không phải mình nhìn đồng ý là mình suy nghĩ đa chiều để mình nhìn mình có được một cái hướng nhìn cho nó chín chắn về bản thân mình, trước tiên là bản thân mình đó. Còn ở đây em nói thật chị, về môi trường hay là về không khí hay về ô nhiễm hay gì, hay là kể cả bây giờ họ luôn luôn họ nói là đi chợ cũng không có được bó rau sạch. Em thật chị, bây giờ chị là phụ nữ nè, chị bước ra ngoài chợ chị nhìn chị cảm nhận được nơi đó uy tín hay không chị mua, chị không uy tín thì chị không mua, đâu ai ép chị đâu. Còn bây giờ chị thấy VinGroup mở những cái cửa hàng bán thực phẩm, kể cả quả ớt, quả chanh, tép tỏi họ còn bán nữa, thì cảm thấy thông tin ngoài đó thì vào trong những cái nơi đó. Mà tại sao vào nơi đó? Tại vì nơi đó là những cái tập đoàn người ta đến hàng triệu đô, hàng tỷ đô rồi. Chẳng hạn họ đem cái uy tín họ họ bán đi bằng có những mấy trăm đồng lẻ bằng quả chanh quả ớt sao? Thì từ cái chỗ đó mình mới đặt cái niềm tin lên những nơi đó. Thì tại sao không đi nơi đó mà ngồi đó cứ ra rả than? Đúng không chị? Đó, đó những cái suy nghĩ như vậy mà họ không suy nghĩ. Mà họ luôn luôn họ thấy cái Việt Nam toàn thực phẩm bẩn. Việt Nam ăn hết đồ Trung Quốc bẩn. Ủa người ta chị mình ăn mà họ người ta đâu bắt phải người ta nhét vô miệng mình đâu, đúng không chị hỏi chị? em Nên thống bây kê được giờ không, bây giờ chúng nó có thống kê là Việt Nam bao nhiêu một năm bao nhiêu ca bị thực phẩm bẩn, bị ngộ độc thực phẩm không, nó có thống kê được không, nó làm sao nó đấy thống kê được, làm gì được, bao nhiêu ca được, bao nhiêu ca nó thống kê được bao không? nhiêu ca đó. Nên nên ở đây trong cái vấn đề mà gọi là mình chị em mình nói, mình không phải lên đây mình bưng bít những cái thông tin ở Việt Nam mình không phải mình che đậy những cái xấu của Việt Nam mình. Việt Nam nghèo, tôi tự hào là cái nghèo của tôi cái nghèo trong sạch, tôi chả phải gì tôi xấu hổ cả. Còn đất nước tôi đang phát triển thì bây giờ cái chuyện mà không khí ô nhiễm đó là mình phải chịu, nhưng chắc chắn trong một cái thời gian nào mà thôi, chứ không phải là ô nhiễm mãi Chị mãi. tự hào nữa chứ, em phải cho chị tự hào chứ, chị tự hào là Việt Nam mình là có ông cha của chúng ta hai miền Nam Bắc trải dài từ địa đầu Tổ quốc đến Đúng rồi chị, sông Móng Cái cho đến đất mũi Cà Cà, tất Mau. cả các bác cựu chiến binh đều là những người là gọi là
bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương, bảo vệ dân tộc. Và ngày hôm nay chúng ta có đất nước Việt Nam để yêu thương, để sinh sống. Và để cho họ, họ làm gì biết không? Họ nhìn về. Thôi chắc có lẽ là Hiếu Ngọc dừng ở đây. Anh chị em đến đến lúc nào đó Hiếu Ngọc có thời gian thì tiếp tục nói dạ chuyện ok với mọi chị. người, tại vì chị lại có khách. Dạ rồi, ok, cảm ơn Hôm nay chị nhân đã viên cho